lại là mình đây, là Noob đây. Thì ngày mai chúng ta lại quay trở lại với Vlog Mango. Nhớ rằng là chiến Vlog Mango, follow Noob Team nha. Đó thì ngày hôm nay đồng hành cùng với mình đó là Noob Team. Chào mọi người đi nào ba thanh niên ơi. Hello mọi người. Đó thì ngày hôm nay bọn mình đang có mặt ở trong một cái game các bạn ơi. Các bạn cũng quen rồi. Game này có tên đó là Thành phố Tội phạm. Đấy, thành phố không luật lệ các bạn nha. Nhưng ngày hôm nay là bang hội Noob Team vào đây để gọi là đại chiến cái thành phố này. Đấy thì trước khi đại chiến thì Noob nghĩ rằng là ai người đấy một phe đi nhỉ? Ra khỏi nhà đây. Đến nhà phải nộp tiền. Dụ đến nhà thực ra mình dụ đến nhà có có gọi là kế hoạch cả rồi. Bây giờ chúng ta gọi đi gặp nhau đến đâu là tẩn đến đấy nhá. Chưa tạo bang phái đâu nhưng mà cứ tẩn á. Ok bạn ơi, đâu đi đánh nhau đây. Ui ngoài này nhiều xe lắm bạn, chúng ta phải có chìa khóa. No. Ok rồi. À con đầy lên luôn à. Solo solo chơi luôn nào. Anh em núp đi với nhau. Chạy ai anh ơi đúng rồi đánh lên đi đúng rồi đánh lên đi lên đi cứu bạn ơi cứu lại ủa tên kia à chứ thanh niên cu gia gì đấy rời cái là à chạy rồi à chứ các bạn ơi thành phố này là thành phố không luật lệ đâm ra là chúng ta dùng gọi là được khỏi nhà rồi. Hình như là đâu xem nào, hình như là mới update những cái thú vị bạn ơi, có casino này. Đâu núp thử vào xem casino có gì bạn ơi. À bên này có hai anh niên này chết dở rồi. In máu quá từ đấy nha. Tha cho em đây. Ê, tha cho em nha. Ui dưới này có hầm này. Rồi mấy thanh niên đang bị ăn hành à? Đúng rồi. Anh đang bị ăn hành gọi là ngập mồm luôn. Cái này có casino này. Này mua súng. Ui, cái này có gì không? Ui, cái này có chìa khóa gì đấy phải không ta? Ui, hình như có chìa khóa mở xe bạn ơi. Ê, có gọi là tiền đấy không nhỉ? Ô, casino không có tiền à? À, nên chán thật các bạn ơi. Casino không có tiền các bạn, phù lý bạn. Rồi, chờ mình xíu để mình hồi máu đã. Mình là đại ca giang hồ đầu gà bạn ơi. Là em đại ca giang hồ đầu gà đâu sao em đầu cũng long. À hiện tại có 4 băng đảng rồi anh em ạ. Nhưng mà thôi anh em chúng ta gọi là anh đại mình đại chiến mấy phút nữa đã. Trời như nó phải đánh nhau mấy phút nữa đã. Mới có băng mình đảng. Gọi là băng à. Băng gì? Băng băng bó mình là băng bó. Băng bó ok thì chúng ta đặt đặt cái băng của chúng ta băng bó. Anh ơi cứu ơi. Thế nên này có cái gì đây? Búa vàng à. Đây ok ok. Mày láo à? Mày lắm, búa vàng làm sao bằng cái cây gậy gọi là thợ sửa ống nước. Anh thợ sửa ống nước đừng sang khu nhà Vanh. Thôi nó đấm nhất người chứ. Búa vàng làm sao bằng cái cây gậy gọi là thợ sửa ống nước. Ok. Rồi anh này này, tôi đi ui xoài, ui có 2 triệu hoa rồi bạn. Cướp hết tài sản rồi okay. Anh em ạ. Ok đây, nụ sẽ mua gọi là lấy 300.000 ra bạn, lấy ít thôi, lấy nhiều quá bị cướp đấy. Ok. À đây, đấy nhà mình nâng cấp cái ấy đã. Nâng cấp cái cửa nhà mình 50.000 đúng không? Vinh đang 200... bị tra tấn. Ok ạ. Ok ạ. Bị tra tấn ở trong nhà. Cái 200.000 cái xịn nhất rồi quên mất là chết dở rồi tốt tiên rồi tao lao rồi. Cái đây này. Cái con giờ này ra phái nhà mình các bạn chơi thử. Không chạy ra chơi nó thôi. Bị gì? Hào đánh nhau đi. Đánh nhau đi. Hào nó có đánh lại em đâu. Ây da, no. Đi vào nhà. Đi vào nhà. Đi vào chữa trị đi nào. Đi vào nhà, không có chữa trị. Vào đây. Chờ ta rút tiền đã. Tao kìa. Đây là rút tiền đã bạn đây. Thôi, em dùng cho đứng dậy chứ. Giang hồ là đổ mồ hôi chứ không đổ máu. Không. À con trời sắp hồi sinh rồi. À không hồi sinh. Không không phải đâu. Con trời kia đang phá cửa. Không hồi sinh. Rồi ok. Để cho con trời đâu con trời nó phá cửa. Con trời nào phá cửa đâu? Lừa. Rồi, như thanh niên nó bịp à. Phải đấm tiếp. Cái này tôi bảo các bạn này vào đây hành mấy cái này kiểu này này đấy cứ đánh chết xong rồi cứ đấm một cái nữa đấy xong lại đứng yên các bạn. Ơ kìa, xong rồi chết rồi. Ơ kìa. Đấy là cách gọi là khó chịu nhất các bạn. Gần chết không thanh niên thoát luôn ạ. Cửa hàng vũ khí đấy ở đâu ta? Ui. Ê Zeno cẩn thận. Ai kia. Rồi, vào đây nào. Cái chỗ này là chắc là sẽ có vũ khí mới bạn ơi. Vừa thấy cái búa chắc là vũ khí mới. Ờ, búa đạn này, súng này. Ờ, búa đâu? Mình làm chụp cú này bây giờ.
Ở đây thôi, 50.000 các bạn. Úi giời ơi. Ui, chết rồi, mình mua hai lần nó dư ra đây luôn rồi. Ê thanh niên nào, tiếp đâu. Đây đây đây, thanh niên ra đây lấy này, ra đây lấy. Nhanh nhanh nhanh. Em bị cá. Ra. Ê, đây Khang vào đây nhanh nhanh. Đây đây đây, em đây. Búa vàng, cái búa vàng xịn, mua 50.000 lận đấy. Vào đây. Đây đây đây, mua cho Zeno cái nữa này, từ nha, đừng có đánh nha, đừng có dùng nha. Đây. Ok, đấy, thêm một cái nữa đây, vào đây. Cho banh nữa. Đâu, banh đâu, banh đâu, banh đâu. Ok, banh đây vô kìa. Banh đâu. Banh đây. Đây, đây, đây. Chết rồi. Đâu, để đứng mua thêm cái nữa nha. Đừng có đánh nha, đánh nha, chết luôn đấy. Ok, mua rồi, ok. Tới nhau đây, đây, để bảo vệ nút đi, thanh niên nào ra đây đánh luôn này. Đánh đi, đánh. Đâu, ok. Banh đứng ở đây không thể đánh đi. Thanh niên cái ném. Ui, ôi, thôi, từ á. Thanh niên ném vỏ chai đấy. Ui ôi, đang bị cá giật quá này. Giật. À đây rồi, được rồi. Từ nhá, để nút trốn vào một khu đã. Để nút tạo băng hộ ra. Băng đánh gì kìa. Đâu. Rồi chạy đi. Này em đang đứng này ở cạnh mày. Tạo băng hộ tên là cái gì nhỉ? Ủa cái văn. Văn sau lưng kìa, sau lưng kìa văn. Băng gọi là núp paro. Cái băng hộ núp paro đấy. Thằng ơi bổ đi đâu. Ok. Thằng đập chết. Rồi tạo băng hộ núp paro đấy, anh em xin vào đây. Nhanh lên khẩn trương. Băng. Băng núp paro. Ok, danh sách tên à. Ok. Ủa tưởng băng băng keo cá nhân chứ. Không. Rồi, ok. Đâu rồi, vanh luôn rồi. Rồi. Bắn ngất xong rồi. Bắn đánh đánh. Đây đây, có thanh niên đang đứng này. Để nút thử test cái búa tránh ra này, cái này. Vào đây. Nhọn này. Vô một. Vô một. Ui đập 60 đam rồi các bạn ơi. Ui giời ơi, xịn. Đến đâu rồi, qua đây thôi. Ok, đã chấp nhận. Ngoài băng đảng của chúng ta nó phải mạnh mẽ bạn. Rồi, cứ nhắc thử xem là băng đảng có đánh được nhau không ta. Đâu Khang đứng này thử em nút đập ra. Không đánh được. Đánh được. Anh em nào tập trung đi nhau. Tập trung đi đây. Bế đội đầu gấu nước đi rồi. Đây cầm cái búa đây. Núp này núp vậy. Đâu. Làm gì? Ăn các xe à? Ăn các xe à? Ê à? Hình như đánh được nhau sao ấy? Hình như đấm được. Ủa? Đấm được mà. Đấm được mà. Ủa sao đánh được? Ủa từ đây ấy? Đâu để nút thử đâu ạ? Giờ con thằng ông. Ê đánh được, đánh chạy đi. Để đâu đập nhầm xin thôi. Em còn có một máu. Từ đó hồi sao lại đánh được ta? Áo thật đấy. À vanh kìa đây. Vanh đánh thanh niên đang lao tới đi. Đánh thanh niên đang lao tới đi. Này để cổng gì nó đi nó. Rồi. Đưa đâu đi cho các. Ui giời, con giời vanh đi đâu rồi? Okay. Ôi giời ơi, mọi người đi chiếm các cái điểm này. Ok, nút sẽ đứng đây chiếm điểm. Ê, bảo vệ nút vậy, nhanh, có gì đến kìa. Bảo vệ đánh đi. Cá chép cá dạ. Này. Đây. Cá này. Thôi, đừng đánh. Ok, thu phí bảo kê liền. 7.200, ok, đây. Lọc. Chỗ này đã có địa bàn của nút tiêu. Đi qua đây, bên đi qua đây. Ôi giời. Tiếp. Ok. Lấy hết. Qua xó bên chỗ. Không qua xó đầu vanh không ra đây thì tôi là như. Rồi ok, Zeno chiếm này nút bảo ngay. Ok. Mình bị đắp rồi. Nó vanh lon. Vanh lon. Thôi chừng kia nó lái xèo nó đập. Đâu. Thằng nào. Ok. Đây qua đây chiếm này, Khang chiếm đây, Khang chiếm điểm này đây. Chúng ta sẽ chiếm điểm hết này. Thu tiền bảo kê được tiền đấy. Thu tiền bảo kê được tiền các bạn ơi. Ôi giời. Đây để nút ra cái chiếm cái chỗ này nhá. Ui, cái này chúng ta phải chơi team với nhau các bạn ơi. Đấy. Ui, có đấy nhỉ. Tôi không ăn, không sao đâu. Bảo vệ lại. Nút đang chiếm. Ok. Chiếm bên kia đi nhau. Đây đang chiếm. Ok. Chiếm chưa? Thấy nó. Ok. Ngoài thu phí bảo kê 8.000 tiền luôn bạn. Đây là cách kiếm tiền nhanh nhất này. Rồi, vào đây mua quần áo có gì không? Ngoài. Trời ơi nhưng mà cái đầu gà của mình nó đang ấy các bạn ơi, đầu gà của mình nó đang treo đây. Ui. Tiệm xe bị người khác chiếm lại kìa. Con giời này đấy à. Cái bên này nè, cái con giời ZZ thì đây này. Đây qua đây. Đi đánh kiếm đúng rồi, qua chiếm lại lên. Ở đây. Chạy rồi. Rồi, con giời chơi dơ bạn ơi. Dơ thật. Ui. Chơi mà rém. Thu phí bảo kê 12.000 ngay. Ồ, thu phí như chia tiền cho mọi người đúng không? Em được 1.000. Ờ đấy, chia tiền kìa. Ui. Xin quá này. Chiếm bên này, chiếm bên này. Ê, có thanh niên chiếm bên này này. Này, thanh niên này. Nhanh. Uầy, thanh niên có súng đấy. Ui, thanh niên kia bắn mình các bạn ơi. Okay. À, con giờ này. Chiếm rồi, con giờ này. Con giờ này. Đó đây, cẩn thận như đâu. Điểm này là điểm của ai đấy. Điểm này là điểm. Cẩn thận nó hút kia. Ok, không sao. Đây rồi. Cho nó hút. Nó hút đây. Nó hút đây, núp đi vào hẳn nó trong này. Hết hút luôn. Đây, ok. Banh MC phục thù đây rồi. Ai à? Nó hút rồi, kiếm anh em ơi. Cho Vanh à, cho Vanh à. Ai ơi. Tự nhiên tôi chạy ra. Bị kẹt xe rồi, bị kẹt xe rồi. À, thế à. Mày. Ok, đánh nó đi. Nó cẩn thận kìa. Đâu. Nó gì em núp đi. Không, nó biết núp là trưởng băng hội. Nó đánh các bạn. Thu phí bảo kê liền bạn. Đấy anh em ra đây. Em đây. Thiên nhiên này chết. Đây. Mày đi. Đi vào trà tấn này. Đâu thằng này đấy. Đánh dăm nó mấy cái. Đừng có đập, đập nó chết. Ôi. Chờ.
cho okay. Cho đấy, chờ, dậm nó dậm nó chờ nó dậm, dậm nó đi dậm nó bắn nhẹ nó bắn hồi kìa đấy dậm đi bắn đấy ok dậm nó kìa kìa à đánh nó xuống à chơi luôn đi chơi luôn cứ đánh đi khác đánh đi đánh đi mày này lão dậm 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 ủa cho nó chết luôn rồi ờ chết luôn thằng này chết luôn ngoài dám tra tấn chứ đúng rồi đi cùng nhau đi để em tra tấn này anh yên Zeno đâu rồi đây Zeno đang chết ủa cho nó chết luôn rồi làm vũ khí ôi ôi ui thì như thế đi này. Đi đi lẻ chết ngay tới nhá đây đây sang đây chiếm bên này này sang bên chiếm bên này tiệm súng đã bị team khác chiếm rồi bạn ơi rồi đây mình sẽ chiếm khu này rồi để em hồi máu đã ok ok đây bảo bảo vệ nút đi Zeno ơi để nút chiếm khu này đi rồi. Ê, thấy nút rồi này ok ừ, đi này có vũ khí không đây ok thấy còn vũ khí đâu đây có cái nắm đấm này ok ok đấm nhanh hơn nắm đấm yếu lắm ok đừng yếu nữa thôi không sao thế cũng được đây à bên này bên này bên này bên này có thằng bên này này ấy có thằng cái gì đây really stick này quăng quăng ai đập nó đi khang con giò này con giò này gặp nhau rồi bác nó đi bác nào bác ở đâu bác ở đâu bác ở đâu hả bác ở đâu rồi ok anh em chơi cái búa này cho nó được thêm cái búa này thôi cứ nhặt đi cứ nhặt để nút chiếm này để nút chiếm đó ui chúng ta đang bá chủ một nửa thành phố này các bạn ơi. Úi xời ơi, ui, lúc sẽ về mua súng. Còn bên kia nữa kìa. Tính ra súng đây hơi cũ. Kìa kìa có hàng riêu gì nó đứng nó nhìn mình. Đâu đây đây đây. Ờ bọn này nó đang ấy đấy, bọn này nó đang chiếm lại từ nhà mình sẽ đi thu tiền gọi là lộ phí các bạn ơi. Đấy, chỗ cửa hàng súng bị rồi. Chết tiệt. Ơ có hàng gì kìa, có hàng gì kìa, chứ nói sao kìa. À bọn này nó lụm xe nó chạy. Hơi ít tiền các bạn ơi. Ủa nó tông kìa. Ờ ha bọn này. Ui. Ủ phí bảo kê. Ấy chạy đi chạy đi. Rồi này. À, thằng này nó có xe bạn ơi. Ngoài thằng này có xe. Ôi à, ấy à. Cho xíu đã. Để. Ui bây giờ nó tông bên ngoài à. Chúng ta có thể mua xe nhưng mà mua xe nó hơi đắt các bạn ơi. Xe là bị ăn cướp các bạn ơi, xe không cất được. Mày vô đây. Ôi, cái thằng nó chiếm cái này cái gì đây? Kính à? Ôi trời. Này gì đây? Ôi, cái mũ bạn ơi. Ôi giời, mũ lại mang đi đánh nhau thế nào? Thôi, nhũ ảo thật đấy, 30.000 quá. Mũ tán mũ á, cầm mũ tán. À, cầm mũ bạt bà ta à? Rồi ok. Anh em chờ xíu để núp mua cái siêu xe thôi. Ok luôn. Nhưng mà núp không biết nhà của núp ở đâu rồi. Đấy, nhà của núp. À đây đây bên này. Ok đây. Ok anh em cứ ở khu đấy đây. À con giò này sao? Con giò sợ ngay. À. Ui giời, con giò này có súng à? Ai à, có súng này. Ok, anh đi này đi vô mua kiếm. Có súng này. Ui giời, ôi chết luôn này. Có súng này. Ui giời, ui giời, được tiền. Tiền bạn đây. Đây để núp vào núp lấy thêm tiền các bạn ơi. 2 triệu đúng không? Ok 2 triệu. Này thế nhở? Này nhìn Vành cứ cùng đi cày. Vành làm sao đây? Vành nãy giờ cứ cày thế nhở? Bây giờ này để chiếm lại này. Okay, sao nào? Vành bị chặn ở cửa nhà thôi. Sang nhận. Ấy à? Con nào nó tông mình nữa kìa? 2 triệu. Ai đại ca đại ca đại ca đại ca đại ca đại ca? Chúng ta có thể nói chuyện được mà. Chúng ta có thể nói chuyện được mà. Hả? Rồi như này hình như chết rồi sao? Tôi thấy cứ đứng cầm khẩu súng bắn. Lát các bạn. Bị lát. Anh niên nào giải cứu được anh mày cho 10 tỷ. Ok thôi. Bọn đang ở hướng nào đấy? Đọc hướng đi. Hướng của bọn băng cái thép ấy. Trời ơi, thanh niên gây chủ giúp án gì với mấy thanh niên đấy suốt ngày đánh nhau rồi bạn ơi. Ông quay ở trong cùng khu của mấy thanh niên đấy luôn. Thằng này nó cứ đánh nó cứ bắn mình các bạn ơi. Đã không đánh nhau thì thôi, biết đây. Ui, đại ca thay em đi, em đi đường vòng, em không đi đường nhà anh được không? Bạn ơi, mình chạy thôi. Mình đang cầm 2 triệu tiền bạn ơi. Ui. Ê, khác xử thằng đấy đi, đúng rồi. Xử ok. Bảo vệ núp nha, để núp mua cái xe. Ok, núp vô mua đây. Ok. Đâu. Rồi. Anh em đến đây. Thằng Thiện này. Anh em đến đây. Ui. Đó là đã chép mà lộc. Nó vô nhiều quá đông hết. Ok, núp đâu rồi, núp đâu rồi. Mày rồi ơi. Đâu các con trời này. Ta nhịn các ngươi lâu lắm rồi, các ngươi có xe đúng không? Ok bạn ơi. Ui cái xe này đam hơi bị nhiều nha, cái này đam hơi bị nhiều lại không mất máu bạn ơi. Nhưng mà quá đỉnh các bạn, siêu xe 2 triệu mà. Dạ trời ơi. Nhầm. Đâu rồi, điểm anh em chiếm lại điểm này để núp. Ui ôi, như team mình mất hết điểm các bạn ơi. Ờ nó bị chiếm hết chỗ này này, cái bay lưng gang này chiếm hết rồi này. Anh em ra đi. À. Thằng em sao? Xe cùi đầu đấu với siêu xe à ta. Mà tuổi gì? Đâu Vành đâu, đi giải cứu anh à? Rồi, trong xó này xó rồi, nào? Nó lại xó nào? À, như Vành khổ quá xó mà. Bên này này, bên chỗ sóc găn này, nhìn đâu? Sang này đây, Zeno ở bên này này. Ok, đâu. À đây rồi, ok. Hai con, mấy con giờ này phải không? Đâm nó, ui dồi, nó đâm nó bay nhấp người rồi. Nhận. Hồi máu ra. Ôi ơi, tính ra là, lục này, này. Tính ra chúng ta gọi là chui vào trong xe ô tô đấy. Con này nó không làm gì được luôn các bạn ơi. Đâm nhầm. Xe nó đi hơi nhanh, không điều khiển được, thông cảm đi. À, thanh niên này cũng có xe đấy các bạn ơi. Mà xe này hơi ấy các bạn ơi.
Cái này hơi yếu bạn, đánh tay bạn lại tới nhà để tôi về. Tam gà này đi đâu đây? Tam để, gà. Để nút về, nút cất đấy đã. Ok đây, nút cất xe đã. May là vay ít tiền đấy, không mà bọn nó chặn cửa nhà bọn mày. May mà vay nghèo. May vay nghèo, vay giàu đi rồi. Cất xe đây. Ok. Đâu anh em tập trung, Ôi trời, nó mua súng nó chém rồi. Súng chém à? Mua súng chém. Đây ok. Tập trung cho súng nha. Này đứng lại đi, đứng lại đi. Súng lại đi. Ôi, hai con rồi. Đang kiếm điểm. Mấy con rồi? Mấy con giòi này, ok. Mấy con giòi này, úi dồi ôi. Thằng này dám chiếm điểm, dám chiếm điểm. Chính phạm à? Chiếm điểm này. Chính phạm à? Ù phí bảo kê. Sao đỡ được? Cẩn thận Gino, cẩn thận. Ây da, trời ơi. Gino chém luôn đâu. Ây da. Đâu, để đâu, đập thằng này. Đấm cái búa, đi. Thầy, cái búa mạnh thật các bạn, búa vàng 50.000 thôi. Cõng em với, cõng em đi. Đâu, ok, bay nhà xe kìa. Bay chiếm điểm này đúng không? Rồi hồi máu được. Vừa có đứa nó ra nó chiếm. Tụi tiền đây. Đây à, có thằng nó định ra đây này. À nó biểu diễn múa kìa. Nó múa kìa. Múa xiên à. Mày múa à? Mày múa à? Mày fan Zeno thế nhỉ? Để em đi. Ok. Ai chết giờ. Mặc đồ giống Zeno à. Chứ fan Zeno rồi. À đâu rồi. Mặc đồ giống rồi chứ không có gì. À thế thì cầm mũ đánh nhau này. Vai, mũ đánh nhau ủ chạy kìa. À những mấy thanh niên này gọi là bung được ấy, bức được. Cái gì đấy? Làm gì đấy bạn? Làm gì đấy bạn? Bạn làm gì? Bạn ơi, tha cho mình bạn ơi. Mình trả người non dài bạn ơi. Ai đây cứu nó bay. Cứu đánh đi, đánh đi. Chỉ cứ đi xe cay thật. Bây giờ chúng ta phải chiếm hết điểm bạn ơi. Tính ra là cũng không có gì gọi là nhiều quá. Tính ra update mỗi thêm cái búa bạn ạ. Đấy. Rồi còn cái băng hội này thì hôm nay là mình đã tạo rồi. Nên tính ra là nó chia tiền các bạn ơi, chia tiền. Đấy các bạn thấy không? Cái này chơi team là hợp lý này. Ui. Thế nếu mà mình mời hết tất cả gọi là người chơi vào bang hội của mình thì nó là ui giời chùm. Thế thế là gọi là vua giàu có ạ. À. Ui, thế là hợp lý luôn các bạn. Ui giời ơi. Rồi, ok các bạn ơi. Ngày hôm nay là gọi là biệt đội giang hồ núp team gọi là đi chiếm cái thành phố này, thế là quá đủ rồi các bạn ơi. Mình cứ tưởng là update nhiều cái vật phẩm mới cơ. Tính ra là còn đang bị lỗi nữa bạn. Thế nên đâm ra chắc là sau cái clip này là admin cũng chắc là sẽ fix rồi. Đó thì nếu bạn yêu thích thì đừng quên để lại một like. Nhớ like đăng ký kênh để ủng hộ mình nha, và đừng quên là qua kênh của tất cả người trong núp team. Ấn đăng ký ủng hộ nha. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.